diễn viên Quỳnh Cun vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đóng phim của đoàn phim Gara Hạnh Phúc. Được biết, bộ phim dự kiến có 27 tập và kết thúc vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Hình ảnh đóng máy có sự xuất hiện của đông đủ các thành viên của Gara. Trước đó, đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng chia sẻ thông tin tương tự trên trang cá nhân và bày tỏ: "Chúng tôi đã về đích. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt 4 tháng qua. Một hành trình dài và vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười." Diễn viên Long Hoàng vai bảo nhân viên tại Gara cũng chia sẻ: "4 tháng kết thúc cuộc hành trình. 4 tháng ta được gặp, được quen, được làm việc với những con người mới và để rồi ta được nói lời cảm ơn với họ. Có những người bạn mới, những người đồng nghiệp, được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm sống cũng như chuyên môn." Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn khi có cơ hội tham gia vào dự án phim thú vị như Gara Hạnh Phúc. Được biết, sau khi Gara Hạnh Phúc kết thúc dự kiến vào đầu tháng 10, bộ phim Mới Người Vợ Tốt sẽ nối sóng vào khung giờ 21 giờ 40 phút thứ hai, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.